đây là ngày Thiên Chúa. Rồi còn bà. Xin cha con chào cha và cộng đoàn. Con xin cha cầu xin cho con cất bệnh nạn cho con, Chúa cất bệnh nạn cho con thái hóa cuộc sống. Rồi bà được ơn gì của bà được ơn gì? Thưa cha, trong gia đình con thì Chúa ban cho con cũng có lúc vui, cũng có. Bà được ơn gì? Thưa cha, con được ơn là con nó nghiện ạ. Mà thưa cha, là Chúa ban cho con là đã khỏi được 15 năm nay rồi. À, con của bà nó nghiện cái gì? Nghiện ma túy? Vâng. Con... Nghiện bà nó nghiện bao nhiêu năm? Vâng, cháu nghiện trước thì con không biết, nhưng mà cháu khỏi được 15 năm nay rồi. Vâng, con hy vọng có ơn Chúa rồi còn ạ. Gia đình con thì Chúa cũng ban cho con nhiều ơn lắm. Thì Chúa con cũng kêu xin Chúa thì điều gì Chúa cũng thương con. Mà rồi cả từ cháu con ấy, sửa lại tim, rồi cũng phải mổ, thì Chúa cũng thương hết, rồi cháu khỏe rồi vâng. Với lại trong gia đình con thì còn cũng có con hiểu thương nó rất lắm. Rồi, nay bà bao nhiêu tuổi? Thưa cha con 70 ạ. Bà ở đâu? Thưa con ở địa phận Bùi Châu ạ. Vâng, thưa chị em, một bà 89 tuổi, một bà 70 mới đây làm chứng cho Chúa. Đây, tặng cho bà cái đĩa chứng nhân lòng thương xót Chúa và phong ảnh lòng Chúa thương xót Chúa để bà đem về Bùi Chu nhé. Rồi, xin Chúa chúc lành cho bà. Và đây, gửi cho bà một cái máy để bà tặng cho cái thằng con xì ke nó được chữa lành đó nhé. Bà nhá, cái thằng mà nó được chữa lành, thằng xì ke đó, bà đưa cho nó nhé. Để nó nghe chúng tôi là nó dính lại là chết. Thấy vui không?